Shop ơi, em đang săn mấy chiếc laptop gaming trong cái phân khúc giá tầm khoảng hơn 20 củ và em đang nhắm đến những chiếc laptop có màn hình 16 inch. Ai chà, hơn 20 củ màn hình 16 inch. Tại vì sao các bạn trẻ bây giờ lại tìm những chiếc laptop có màn hình 16 inch nhiều như vậy? Thì đơn giản là chúng ta sẽ cùng phân tích cái chuẩn màn hình 16 inch nó như thế nào nhé. Mời anh em đón xem. Vâng, thưa các bạn, chuẩn màn hình 16 inch được thay thế những chiếc laptop đời cũ có màn hình 15,4 inch hoặc 15,6 inch các bạn ạ. Việc được thu nhỏ màn hình kích thước cũng tăng cái kích thước sử dụng bên trong, nhưng cái số inch bây giờ là 16 thì thực tế nó cũng sẽ nhỏ như kiểu màn hình 15,6 inch thôi các bạn nhé. Với tỷ lệ 16:10, đây là cái tỷ lệ hoàn toàn mới, phù hợp với các ứng dụng về phần mềm mà nó tăng cái kích thước và các ứng dụng dùng trong cái máy đấy. Nói chung là cái màn hình 16 inch nó là thời thượng mới và mọi thứ nó được hỗ trợ tối ưu tốt các ứng dụng về phần mềm để anh em hiểu hơn. Hiện nay trên các dòng laptop như là doanh nhân, các dòng laptop về Woodison đều được trang bị màn hình 16 inch rất nhiều. Cụ thể ngày hôm nay mẫu máy đầu tiên mình giới thiệu các bạn đó là chiếc 7620 Plus được trang bị màn hình 16 inch. Hiện nay cửa hàng nhà mình có cả phiên bản Vega rời và Vega on để quý vị các bạn có thể lựa chọn nhé. Mẫu máy đầu tiên. Vâng, thưa các bạn, là trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,053. Có nghĩa là chưa đến 2,1 cân các bạn ạ. Đây, nhưng mà cầm một tay thì mỏi đấy các bạn nhá, phải cầm hai tay. Tản nhiệt nằm sau giống như siêu xe, rất đẹp này. Và thiết kế bây giờ là nó sẽ hơi vát vào trong như này. Đấy, hai tản nhiệt, hai bản lề dạng như này, mình mở thử thế nào. Đấy, khi tôi mở này thì cái phần này nó sẽ chạm xuống phần tì bàn này, nó sẽ lâng cái phần này lên, giúp cho máy tản nhiệt tốt hơn. Và cũng như check bàn phím thì các bạn bấm nó cũng sẽ dễ hơn. Đấy. Có vẻ như hơi bám vân tay các bạn ạ. Đây, màu xanh rất đẹp luôn. Logo Dell được để ở giữa như này. Phần bên tay phải của mình vẫn có một hốc tản nhiệt ở đây, một đầu độc thẻ. Và đây là thêm cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Cái lối âm thanh bên ngoài ở đây nhá. Đằng trước là một cái G và thiết kế nó hơi thoải một chút. Đây các bạn mở máy này. Mặc dù là không có khe mở máy ở đây nhưng chúng ta mở vẫn đơn giản. Ở bên này vẫn thiết kế thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ, cổng HDMI, USB và thu nối 4. Đây là cổng sạc của máy này. Bạn lưu ý là sạc có thể cắm loại sạc rẻ hơn, chân tròn, nhưng mà đây mình mang về nó có sạc Type-C luôn, xịn luôn. Tại vì sao các bạn ấy thấy là chiếc máy phải trang bị đến 4 cái hốc tản nhiệt như này, trong khi đó phiên bản chúng ta lại là phiên bản Vega on đúng không? Chúng ta còn thêm một phiên bản nữa đó là trang bị Vega rời. Đấy. Vâng, thưa các bạn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiếc máy có âm thanh và hình ảnh vô cùng tuyệt vời. Độ sáng của màn hình đạt 300 nit và tỷ lệ bao phủ màu là 100% sRGB. Các bạn có thể nghe thấy rất hay đúng không? Nếu như trong phòng khoảng 20 mét vuông thì nghe không cần phải cắm thêm bất kỳ một thiết bị nào từ bên ngoài. Nghe rất sướng. Âm thanh rất hay các bạn ạ. Độ tương phản của màn hình đạt cực kỳ cao, đó là 1111:1. Và tỷ lệ sRGB của máy cũng đạt 73.2% Adobe Unreal. Với những tựa game tầm trung thì anh em cứ cài vào vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Đối với những tựa game chuyên nghiệp thì phiên bản không có Vega rời sẽ không chơi được. Vừa nãy thì mình đã giới thiệu trong phân khúc doanh nhân mỏng nhẹ sang trọng có thiết kế màn hình đẹp, đó là chiếc Dell Inspiron 7620 Plus. Thì bây giờ tớ sẽ giới thiệu các bạn một phiên bản gaming được bán tại thị trường Việt Nam cực kỳ chạy. Nó sẽ hỗ trợ các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa cực kỳ tốt. Đó là chiếc Lenovo Legion 5 Pro được trang bị màn hình 16 inch với chất lượng màn hình vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là trang bị chip Core i7 thế hệ thứ 12 và Vega có là RTX 3060, 3070Ti cũng có anh em nhé. Mời anh em tham khảo. Đây, mời các bạn xem một vòng này. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 2,55kg, sấp xỉ 2,6 cân. Tản nhiệt đằng sau các bạn sẽ nhìn thấy là như du thuyền không gian của LaSa luôn này. Đấy, rất là đẹp. Các cổng được bố trí đằng sau thì mọi người có thể thấy cổng LAN vẫn còn. Tại vì sao các game thủ bây giờ vẫn dùng LAN, cũng như các mạng nội bộ thì chúng ta rất cần thiết cổng này. Còn hầu hết những chiếc máy đời mới sẽ bỏ cổng LAN đi. Nhưng đối với các bạn làm công ty chuyên nghiệp thì vẫn cần cổng này nhá. Sạc phải bố trí đằng sau này. Cái cổng pin này có ký hiệu quả pin đây, có nghĩa là các bạn có thể cắm cáp điện thoại di động, máy tính bảng, cắm sạc mà không cần phải bật máy nhá. HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài. Các bạn ơi, cái cổng này đằng sau thì nó chỉ được trang bị là USB Type-C thôi chứ không phải là Thunderbolt 4 các bạn nhá. Phần lưng của nó thì các bạn sẽ thấy là cái sống này giúp cho cái máy nó khỏe hơn và nhìn chiếc máy nó rất thể thao.
toàn bộ bằng hợp kim nhôm nhá. Đấy, chữ Legion, đọc kiểu tiếng Việt. Đấy, nhưng mà cái này tí mình nghĩ là bật màn hình lên nó sẽ sáng cái logo lên, sẽ nhìn sẽ rất là hiện đại cái máy. Ai chà, tản nhiệt vẫn để bên cạnh phải nữa các bạn ạ. Có lẽ là cái máy quá khủng phải cần đến 4 hốc tản nhiệt luôn. Nếu mà phả mùa hè, nếu mà phả ở đây thì sẽ hơi khó chịu. Cổng USB này, cổng phone, cổng mic. Còn đây là nút gạt để tắt máy ảnh đi nhá, trong trường mà các bạn cần bảo mật. Ở đây thì các bạn thấy là cái trước thì nó sẽ làm hơi vát giúp cái máy nó mỏng, và cái phần này là phần cam mà các bạn mở máy cũng đơn giản hơn này. Không bố trí bất cổng trước này. Ui chà, tính ra chiếc máy này là có hai cổng thu mót luôn các bạn ơi. Đây là một cổng USB Type-C. À, tính ra cái này cổng tan cổng ngon luôn, thêm một hốc tản nhiệt ở bên tay trái nữa này, 4 hốc luôn. À, những cái cổng này thì các bạn có thể cắm vào đây để kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh ở bên ngoài nhá. USB Type-C để băng thông nó sẽ thấp hơn một chút. Và nhiệt độ của CPU nó cũng sẽ ở ngưỡng khoảng trên 70 độ. Có nghĩa là mức nhiệt độ cũng khá là cao, khoảng lúc này hơn 80. GPU mức khoảng 74 độ. Nếu mà các bạn muốn máy mát hơn sẽ bật được chế độ mắc quạt lên nhá. Có chế độ là mát mắc quạt lên bởi mình chơi những cái tựa game nặng như này thì cần thiết. Tần số quét của màn hình là 165Hz. Thì là cái khung hình chuyển động trên màn hình nó càng lớn thì các bạn sử dụng thì nó càng ngon. Đây là mình đang ở mức setting cao nhất, còn nếu mà các bạn muốn FPS cao hơn thì có thể cài ở chế độ nó thấp hơn. Nói chung thì với những cái tựa game offline, online nặng nhất thì anh em có cài vào chiếc máy này vẫn có thể chơi giải trí thoải mái nhé. Với công nghệ âm thanh trên dòng Legion thì các bạn có thể nghe thấy khá là rõ trong phòng 20m² của mình. Đây là mình đang để mắc loa đấy. Đấy, bình thường mình sẽ để mức này nghe nó sẽ phù hợp hơn. Với độ sáng lên đến 500 nits thì nó sẽ nhìn được cả ánh nắng mặt trời nếu các bạn sử dụng ngoài môi trường luôn. Tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB. Màn hình 2K. Với IPS các bạn có thể thấy là ở góc nhìn 178 độ mọi người hoàn toàn có thể nhìn rõ trên màn hình mà không hề bị lóa gì cả. Nó có phủ chống lóa bên trên các bạn nhé. Âm thanh rất hay đúng không? Lại cho to lên này. Loa nó ở phần này các bạn nhé. Ở bên cạnh hai quả pin. Ở bên cạnh quả pin các bạn, ở trong máy nó chỉ có một pin thôi. Âm thanh nghe rất tốt nhé. Vâng thưa các bạn, một mẫu máy hoàn toàn mới đó là chiếc Mobi Woodison, đó là chiếc ThinkPad P16 được nâng cấp lên phiên bản P15 anh em ạ. Và P16 thì chắc chắn phải có màn hình 16 inch với Vega mạnh hơn, Cebu mạnh hơn và mọi thứ cải tiến tốt hơn. Mời anh em tham khảo mẫu Mobi Woodison chuyên dụng dành cho kỹ sư đồ họa. Các bạn làm đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết đấy, anh em dùng rất là nhiều. Mời anh em tham khảo nhé. Vâng thưa các bạn, chiếc máy thứ tư mình giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Pro Edison 7670, cũng được nâng cấp giống như P16 anh em ạ, cũng có màn hình 16 inch viền mỏng, được trang bị CPU khỏe hơn, Vega mạnh hơn, chuyên dụng dành cho anh em kỹ sư đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, đồ họa 3D, các anh em chạy máy chủ, máy ảo, chạy giả lập. Mời anh em tham khảo nhé. Vâng thưa các bạn, chiếc máy nhìn bây giờ thì các bạn có thể thấy là thiết kế nó không quá cứng đúng không, nhưng nhìn rất thể thao đằng sau luôn. Ngôn ngữ thiết kế bây giờ nó sẽ hơi bo một chút, nó sẽ không khô cứng như các phiên bản cũ các bạn ạ. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy được nâng lên đó là 2,724 kg, nặng hơn một chút so với các phiên bản như là 7560 thế hệ cũ các bạn ạ. Tản nhiệt đường sau này các bạn sẽ nhìn thấy này, đẹp không, bản lề cũng kiểu cực chắc luôn như này đấy, mà nhìn thấy to hơn, rộng hơn so với phiên bản cũ. Vỏ máy làm bằng hợp kim nhôm và công nghệ CMC hợp kim nhôm nguyên khối anh em nhé. Đấy, logo được mạ chrome như này này, đây các bạn sẽ thấy này. Ở bên cạnh phải của mình thì đeo bố trí cổng sạc vẫn là sạc chân tròn như này, và cổng LAN vẫn còn, cổng HDMI, cổng USB và hai cổng thu nốt 4 với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 giây/s. Đây vẫn là công nghệ nhanh và tiên tiến nhất thế giới bây giờ. Các bạn có thể cắm cả eGPU cảm hình rời từ bên ngoài, và các bạn có thể cắm ra màn hình độ phân giải 5K, 6K, chạy cực kỳ mượt luôn. Ở bên này thì các bạn thấy một đầu độc thẻ này, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 và trang bị thêm một cổng USB Type-C. Đấy, cổng USB. Đây là lỗ khóa của máy các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, là độ sáng của màn hình đạt 500 nits và tỷ lệ bao phủ màu của nó là 99,99%. Gam màu là DP3 các bạn ạ. Loa các bạn thấy là to vãi chưởng đúng không? Góc nhìn của màn hình thì cũng tuyệt vời rồi.
Đây các bạn thấy này, FPS trung bình là 86 và cao nhất của nó lên đến tận bao nhiêu đây các bạn sẽ nhìn này. Max của nó là 291 luôn. Đấy, một cái phần mềm chấm chuyên dụng về nó mô phỏng cái không gian 3D. Các bạn thấy khi các kỹ sư bây giờ chúng ta thiết kế nhà cửa, công trường, công trình hoặc các tòa chung cư thì các bạn sẽ thấy là các bản phối 3D nó phải chạy như này. Nhiệt độ mà tản nhiệt như này thì anh em cực kỳ yên tâm nhé, nó quá tốt. Vâng, thưa các bạn thì mình đang test thử phần mềm Revit các bạn ạ. Đây là phần mềm chuyên dụng dành cho anh em kỹ sư dùng cực kỳ nhiều phần mềm này. Với sức mạnh của CPU là 16 lõi 24 luôn, Vega hoàn toàn mới, nó sẽ hỗ trợ các bạn render càng nhanh. Ở đây là một bản phối lên đến 600 dpi các bạn ạ, 600 dpi. Đây các bạn thấy là máy chạy render rất nhanh. Chúng ta mất 27 giây để xong các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, với dòng sản phẩm cực kỳ hot đó là chiếc laptop gaming HP Omen 16 được trang bị dòng CPU Ryzen 6800H RAM 16GB ổ 1T và Vega RX6650 với dung lượng 8GB. Đây là một trong những chiếc máy gaming có thiết kế hiện đại trẻ trung và bán chạy nhất tại thị trường năm 2023 của thương hiệu HP đến từ Mỹ. Chiếc máy này có giá bán với phân khúc đầu tư khoảng trên 30 củ anh em ạ. Mời anh em tham khảo qua video đánh giá này nhé. Vâng thưa các bạn, là trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 2,4 kg các bạn ạ. Các bạn thấy là logo Omen đó, được mạ chrome sáng bóng hình vuông như này. Phần bên trên phủ một cái lớp sơn đặc biệt chống bám vân tay. Cái lắp lưng được làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Trong khi đó phần khung bên dưới thì bằng hợp kim nhôm các bạn nhé. Tản nhiệt đường sau kiểu tản nhiệt thể thao. Hai cổng USB Type-C. Cổng USB Type-C sẽ có băng thông ra bên ngoài lên đến 10G một giây. Cổng HDMI. Đây là cổng sạc của máy cũng được bố trí đằng sau và có đèn tín hiệu của sạc đây nhé. Bản lề kiểu dạng trục vuông như này. Rất chắc chắn các bạn ạ. Phần bên tay phải của mình thì có hai cổng USB và một hốc tản nhiệt nhỏ ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần G này để hở làm gì? Nó là bàn phím nữa các bạn ạ, để tránh trường hợp là bàn phím nó in trên màn hình nhá. Đây này. Đằng trước thì nó sẽ làm cái G này để các bạn mở màn hình này. Đó. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước nhá. Ở bên này thì sẽ có một cổng USB, cổng LAN để dùng mạng nội bộ này, thêm một hốc tản nhiệt nhỏ, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, các bạn kết nối âm thanh, đầu lọc thẻ SD nhá. Đấy, ba ngò sen của máy. Đấy, anh em thấy là tỷ lệ bao phủ màu của màn hình là 100% HDRGB. Đấy, độ sáng 300 nit. Góc nhìn của màn hình các bạn thấy rất rộng và cho hình ảnh rất trung thực, ánh sáng tươi. Chất âm thanh của 3 ngò sen cho chất lượng âm thanh và trải nghiệm rất tốt. 69 độ C là nhiệt độ của Vega rời, 75 độ C là nhiệt độ của CPU. Với tần số quét 144Hz và tỷ lệ bao phủ màu 100% HDRGB cho hình ảnh cực kỳ gọi là sinh động và chính xác. Anh em nhìn thấy đẹp không? Với tất cả những cái tựa game có trên thị trường thì anh em đều có thể cài vào được. Với tất cả những tựa game có trên thị trường, từ online, offline, nặng nhất anh em đều có thể cài và vui chơi giải trí nhé. Với mức tản nhiệt như này, thoải mái chơi mà không sợ hại máy. Vâng thưa các bạn, vừa rồi mình đã giới thiệu những cái mẫu laptop có màn hình 16 inch chất lượng tốt nhất để các bạn có thể làm đồ họa, chơi game cũng như thiết kế, chạy máy chủ, chạy máy ảo, chạy giả lập với phân khúc giá đầu tư từ khoảng trên 20 đến 30 củ để anh em có thể lựa chọn nhé. Đây đều là máy mới 100%. Anh em nghĩ sao về những chiếc laptop màn hình 16 inch thì hãy để lại ý kiến riêng cá nhân của mình anh em nhé. Vâng thưa các bạn, là chương trình tổng hợp những chiếc laptop màn hình 16 inch với phân khúc đồ họa gaming của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm bên chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.